Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc của chúng ta, bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 1979, Hà Giang là một chiến trường trọng điểm nóng bỏng nhất là mặt trận Vị Xuyên. Theo thống kê chưa đầy đủ, hơn 4.000 người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hy sinh tại đây, nhưng hiện còn khoảng 1.300 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Các anh vẫn nằm lại đâu đó trong các khe đá, thung sâu trên các điểm cao 772, 685, 300, 400. Những nơi vẫn còn nhiều mìn, vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh. Vì vậy, dù chúng ta đã có nhiều nỗ lực trong những năm qua, nhưng công việc tìm kiếm quy tập hài cốt các liệt sĩ còn gặp rất nhiều khó khăn. Núi đá tranh vênh, bom mìn dày đặc. Thời gian qua đã lâu, địa hình biến đổi. Do vậy, để tìm được hài cốt liệt sĩ là một công việc vô cùng khó khăn. Vậy nên, việc đầu tiên trong ngày làm việc của mỗi cán bộ chiến sĩ là lời khấn thầm. Mong hôm nay tìm được ít nhất một hài cốt liệt sĩ. Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở đồng bằng đã khó. Tìm trên núi đá treo leo, ô nhiễm mìn, vật liệu nổ. Không chỉ khó mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Quyết không để xảy ra trường hợp người đi tìm liệt sĩ lại trở thành liệt sĩ. Công tác rà phá mìn, vật liệu nổ được tiến hành kép. Lần 1, đại đội công binh 19 rà phá đến đâu, bàn giao lại cho đội quy tập tìm kiếm đến đấy. Lần 2, trước khi đội quy tập tìm kiếm, nhân viên công binh thuộc đội quy tập tiến hành rà phá lại lần nữa bằng máy dò mìn công nghệ hiện đại. Trong quá trình tìm kiếm thì vật cản nổ chúng tôi gặp thường xuyên. Ngày nào chúng tôi đi cũng bắt gặp rất là nhiều vật cản nổ. Nên là cái việc khó khăn nhất là chúng tôi là bây giờ là cái vật cản nổ. Để được cái an toàn thì chúng tôi phải vừa tìm kiếm vừa lấy vật cản nổ. Trong nỗ lực lật kiếm tìm hài cốt liệt sĩ, thông tin về nơi hy sinh của các liệt sĩ từ quần chúng nhân dân, từ cựu chiến binh, là sự mong chờ và niềm hy vọng của cả đội quy tập. Thông tin ta nhận là rất là phấn khởi, anh em trong đội rất là phấn khởi. Chưa biết cái thông tin là nó có hiệu quả hay là xác minh là như nào. Nhưng khi được nhận thông tin thì nhanh chóng thì sẽ giảng khai anh em đi xác minh các cái thông tin đó, liên hệ với bà con nhân dân và để kết hợp xác minh thông tin. Sau khi ta xác minh được thông tin, ta tiến hành quy tập và đón các anh về. Sau bao công sức lật tìm từng phiến đá, hốc cây, những ngày đầu năm này, đội quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tìm được 7 hài cốt liệt sĩ, đưa tổng số hài cốt liệt sĩ tìm thấy từ khi đội được thành lập từ năm 2018 lên 42 và một mộ tập thể. Đêm nay, các anh lại lần mở sổ đăng ký tiếp nhận thông tin về hài cốt liệt sĩ để rà soát, đánh giá, lên phương án triển khai. Bao nhiêu thông tin là bấy nhiêu trăn trở, bấy nhiêu mong mỏi, bấy nhiêu hy vọng để sớm đưa các anh về an nghỉ cùng đồng đội và quê hương.